Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger trong phần chơi Minecraft Forever Stranded Updated. Rồi và chúng ta đang ngâm mình trong dòng nước mát. Sao kỳ vậy? Ê, bậy. Bật cái máy nước nóng lên làm gì vậy? Bật máy sưởi lên làm gì? Rồi, ok. À, con Enderman nó tê lê đi kìa. Chúng ta sẽ phải ra xử lý công chuyện cái ở bên đây. Ender Tether liền. Ok luôn. Nó tê lê tùm lum hết. Sao nó lâu vậy? What? Con xương cái gì mà dai dữ vậy? Steel, chúng ta sẽ cần phải làm thêm steel. Hello. Hello bà con. Này đang có cái gì rồi? 8 cái xác mưu ra. Hello. Rồi bây giờ ta làm công thức này trước. Ender Tether. Công thức của Ender Tether ngăn cản con Enderman tê lê tùm lum. À, cái này nó xịn hơn. Phải, mình thấy Enderman nó tê lê ra như nó đụng nước á. Hello. Cắm ngay đó là ổn. Chổng đang để witch water ha. Xương có cần không? Xương không cần thì dục luôn. Nhận. Đó, bây giờ chúng ta có thêm Wither Dust, Wither Skeleton Skull và Drop of Evil. Cố gắng làm cái regulator cái này đi tiếp. Nóng quá.
Regulator. Sắt một đống, redstone một đống. Bỏ xương luôn. Cái gì cũng bỏ hết chân rồi thì chữ cái gì? Có cái gì để sử dụng? Còn redstone nữa. Heavy save. Đang output bao nhiêu nó không báo hả? Những cái mặt này coi. Không thấy luôn. Cây vậy? Số không đảm bảo. Coi cái số nó không đảm bảo. Xương nhiều thì tại sao lại là bánh mì? Lý do gì có bánh mì từ xương? Đâu liên quan gì đâu ha. Nghe hơi lạ. Công thức này cần có redstone. Ốc hận. Chỉnh bên kia lại. Auto heavy sieve, auto hammer. Chỉnh lại. Lấy xuống bón cây. Lấy xuống bón cây á, thì tưới nước cho nhanh á. Nước nó nhanh hơn. Tại tưới nó bự hơn. Cái kia được có một cái à, nhỏ xíu à. Rồi bây giờ chỗ này nó sẽ có thêm bên đây. Bên đây dư chăm chăm luôn. Dư rồi. Đi lấy cái drawer vô. Chỉnh lại xíu. Nó đẹp. Không có.
Basic Pro. Oh yeah luôn. Ây da, cái trò này nó chơi nó rớt ra hết luôn, báo luôn. Báo thiệt báo luôn. Triple compress. Ok. Dời, di dời hết toàn bộ. Moving, fucking tap. Ổ, để di dời hết toàn bộ cho nó gọn. Ray Keeper. Một cái này do hồi nãy không có làm kiểu kia cho nên nó bị như vậy. Xong ăn vô mặt trời lặn. Hello khoan bậy nha, tiêu lại mới đập ra được. Cái này thì cứ đập ra thôi, rớt ra. Cái này là mình đang dọn lại để mình đưa đồ qua. Hello.
Nó lại bị dời ra phía sau một ô ta. Không có đẹp. Rồi, cái drawer này là gì? Hên luôn, chính xác. Auto heavy safe. No mesh. Vô. Bảy lòng chỗ của cái xe với cái kia. Hello. Thôi từ đầu này qua đầu này qua đầu này. Cái này đi ra. Cái này đi ra là cho cái này vô. Compress Revo, ok. Cái này không có đi ra đây. Còn từ cái ở trên đi ra. Cho nên cái này disable đi. Còn cái này là attract. Chỉ vô được compress thôi. Có cái chest ở đó thôi chứ đâu có gì đâu. Trong cái khu đó chứ gì. Cũng không cần thiết gì lắm. Nếu mà cho mấy cái bình này kia thì cũng không cần thiết gì. Vô lấy dây điện ra. Lấy dây chuyển đồ ra. Ok luôn. Insert Energy Conduit. Bập vô. Đó, giờ chúng ta sẽ có chỗ ở trên. Heavy sieve. Heavy xong compress đưa qua. Chà, nó sẽ qua mấy bước lần á. Cho nên có thể chúng ta sẽ tận dụng phút trên. Còn sand. Compression thì nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có Yellowium thôi. Hello. Chúng ta sẽ cần phải làm thêm 9 cái. 9 cái giờ chỉ có 3 redstone thôi, 9 cái gì được nữa. Thiệt tình. Mấy cái nhiều bước nên để ở dưới. Biết là như vậy nhưng mà bây giờ phải sắp xếp lại nữa. Nó mới là vấn đề ha. Nó sẽ rất là tùm lum.
Bây giờ nếu mà đem nó để ở dưới á, thì chỉnh. Mình sẽ để có khoảng cách đi. Một. Cách một. Nếu mà nó có khoảng cách thì nó lại bị ảnh hưởng đến cọng dây chuyển đồ. Disable nó ra luôn. Round robin. Vừa đủ hơn luôn. Quá nhiều thứ, khó chịu quá đi. Quay mặt tùm lum hết. Không làm được. Đi làm cái nâng cấp again một lần nữa. Rồi, bây giờ cái đó sẽ cần phải có cái cord. Nhanh, hết giờ. Đây thì thoải mái, bên đó chưa có điện. Hello. Đi về ngủ. Mới bắt đầu thôi. Mình đã chuyển nguyên cái khu mà đang sàng lọc Gravel lên trên.
Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có thêm sand với lại dust nữa. Rồi, giờ đi một cái nữa. Cánh tàu gãy là ở đâu? Đây là cánh tàu gãy nè, còn đâu nữa? Là khu xung quanh đây hả? Là khu nào nữa? Mình nhớ là nó nằm ngoài kia. Nếu ngoài kia có cái chest thì các bạn nói nó nằm đâu? Nằm đâu xung quanh đây? Thì ở đâu đào cho đúng ha? Nó đào ra xong rồi mệt mỏi lắm đó. Thấy không, đào ra xong là mệt mỏi lắm, thấy không? Lắp lại cho đẹp nữa. Không thấy gì. Chờ xíu. Bây giờ đi vô đây cái đã. Nó mát mẻ. Ê, ê, ê. Ở sa mạc mà hả, không khí tới lạnh luôn. Bị sát thương khi bị lạnh do bị sốc nhiệt. Sa mạc này lạ quá. Hypothermia luôn mới chịu. Cục gì đây? Therian à. Đi hẳn hướng tàu rớt ra tới ngoài kia luôn. Đây, chúng ta ra tới luôn coi thử có chuyện gì ở ngoài đây. Create capacitor. Rồi đập cục này về được không? Tao cho Create luôn ta. Cho Create luôn là hơi bị kỳ á. Wow, đập được luôn nè. Create capacitor. Thú vị, thú vị. Vậy thì làm điện để làm gì? Câu hỏi là làm điện để làm gì nữa bây giờ? What? Là sao? Có sai sót gì hay không đây? Làm điện nữa đây làm gì? Vậy là chúng ta đâu có thiếu điện nữa đâu. Một cục này là giải quyết hết luôn. Solar array gì này nọ là bỏ qua hết. RF. Lạ hen. Đó, câu hỏi được đặt ra khi bạn đã có Create Capacitor rồi. Thì bạn làm điện để làm gì? Hello. Điện nó không có ý nghĩa nữa. New magic. Không biết luôn. Không biết tại sao lại cho như vậy nữa. Và ý đồ tác giả là sao?
Đúng không? Giờ tác giả cho vậy luôn rồi đó, ý đồ của ổng là sao? Cho thì cho, nhưng mà cái mà chúng ta cần làm á cũng vẫn sẽ cần phải tiếp tục làm thôi. Chỉ là cái vấn đề về điện thì không lo ha, chỉ cần kéo dây thôi. Làm cái chịu khó nâng lên dimensional transceiver luôn. Cấp điện xả láng luôn. Enderman Sovio. Orthodic. Vậy thì đâu cần làm điện đâu. Quan trọng là cái này nó không có giới hạn. Bạn lấy bao nhiêu cũng được hết. Creative mà. Creative thì làm gì có giới hạn. Magic Wand. Bù lại cho Magic Wand nè. Vậy là không cần phải lo lắng gì hết luôn. Tìm ra xong giờ tôi muốn update hả? Sao chơi kỳ vậy? Chơi vậy là kỳ lắm luôn á. Chơi vậy là kỳ lắm luôn, không có chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được mà chơi kiểu đó hết. Đúng là kỳ. Mình nghĩ là chắc gắn lộn á. Có thể cái đó là Vibrant Capacitor Bank thôi ha. Chứ không thể nào mà Creative hết trơn. Không gắn lộn rồi. Tại vì gắn Creative vô á thì bạn có chế tạo generator hay không gì đó nó không còn ý nghĩa nữa. Thật sự nó không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ Creative rồi. Creative tới quá sớm. Ta có thể chế tạo được Reality không? Reality Capacitor. Không có công thức nha. À, trần chơi này là không có chơi Reality đâu. Quà wow, cho ai chơi lại update thôi. Update kiểu đó coi như là quà thì cũng ok. Cũng được đi, coi như an ủi. Không lộn hả? Tính năng này hơi bị dữ dội rồi đó. À, bây giờ chỉ còn có cái refine storage nữa là ok. Cái làm mát.
Ok. Kiểu như là hơi bị sốc cho nên phải hồi phục lại. Giờ không lo gì điện. Điện bây giờ bỏ qua hết. Không cần làm điện, giờ chỉ cần kéo dây thôi. Kéo dây thì dimensional transceiver. Không có flux ha. Có flux network đâu. Bản này hình như là có flux nhưng mà không có trong phần chơi này thôi. À, chờ mình xíu, mình đi gắn cái phát clip thì thay vô một cái. Quên bữa giờ chưa có gắn cái đó hoài luôn á. Rồi và nó có cái cục energy đó vô xong, phát hiện xong thì thấy nó hơi hơi kỳ kỳ xíu. Là kiểu như chúng ta sẽ gọi là dễ thở hơn rất là nhiều luôn á. Energy không cần quan tâm mà. Tao kiểm tra một cái. Cryothium. Đây, cryo flux duct, cryo stabilized flux duct, infinite RF partic, infinite luôn. Nhiều khi vẫn phải treo máy đào, cũng phải đào à. Nhưng mà ta sẽ không cần lo đến energy nữa. Vẫn phải làm mấy cái như là gì đó. Void miner, void resort miner, nhưng mà không cần phải lo nữa. Này có infinity storage không? Không có infinite storage rồi. Nói chung là vấn đề về điện đã được giải quyết. Tập trung làm chuyện khác. Tập trung làm chuyện khác thôi. Quang đi kiểm tra một cái. Ở bên kia nó quăng cái gì qua vậy? Nó có save được hay không? Ồ, nó biết quăng compress luôn. Ok, vậy mình khỏi filter. Không cần phải filter nữa. Tuyệt vời. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái auto heavy sieve. Một, hai, ba, bốn, năm. Auto hammer 5 cái. Hammer thì nó sẽ cần phải có diamond. Chà, không đủ diamond rồi. Điều đó có đúng hay không? Đi coi. Diamond bên kia kìa. 19 cục nữa. Cũng tạm ổn. Chín lần ba ấy nhiêu, chín lần hai là 18 nhân cho ba, nó thiếu một chút, vẫn thiếu một chút.
Cho 32 cục được. 3 cái heavy sieve. Mà một cái này nó sẽ cần phải có 2 nè. Một cây này là sẽ có 18, 18, 92, 18, 18 nhân cho 3. Là thấy không phải 32 rồi đó. Nhân thiếu một chút. Chưa có mười mấy cục. Tự mình save ra thêm mớ nữa. Ok luôn. Vô thùng bớt mỡ. Hình như dư một cây á. Chính xác. Auto compress hammer. Công thức quá phê. 6 cái đi. Bấm và bấm tinh một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, ok luôn. Chúng ta ra ngoài đó ráp thôi. Ráp là ráp vô chứ phải đọc ráp đâu. Năm cái, từ từ. Năm cái nhưng mà trong đó sen là cái mà các bạn chưa cần thiết nhất. Sen là cái chúng ta có thể để lại sau cùng. Chúng ta sẽ cần phải có cái này trước. Có dust trước. Nếu mà để như vậy thì nó sẽ hơi dài. Đó, nó sẽ ra tới đây. Bây giờ mới nói nó hơi dài. Còn cái sen nó sẽ ra tới đâu đó quanh đây. Tại vì nó hụt mất cái này. Chưa bảy rồi, nó còn ra nữa. Ra tới đây luôn á. Thì phải compress nó mấy lần.
Rồi, bây giờ ta sẽ cần phải có compacting drawer. Piston. Khóc hận. Piston. Khóc hận. Piston đâu mà chơi. Rồi, 2000 year later nha. Hey. 2000 year later. Compress gravel. Tháo đây đi. Bảnh nó làm cũng không mới kịp đâu. Đáp cái gì mới được? Đi lấy thêm diamond. Nãy làm dư hai cây hammer, hay dư một cây hammer. Hơi ổn. Nói chung là cốt cuộc thì chúng ta vẫn chưa tự động được khu đó nữa. Thì cố gắng trong thời gian này tự động được cho nó khỏe ha. Rồi vô. Here we go again. À, lại tiếp tục. Có cái gì đó quen quen lắm phải không? Quen dữ lắm chưa? Đi làm mát cái. Đi quán luôn. Ta đang kiếm redstone. Tự lực gánh sim. Sắp rồi, cố gắng lên đi, làm cái piston lên cái auto save liền luôn. Thoát nạn. Như là kiếp nạn không biết thứ bao nhiêu luôn mà hả, cứ mở mắt ra là phải đi ngồi save. Cho nên cố gắng thoát khỏi cái vụ này đi. Đây 40 cột.
Ok luôn, 40 thì 40. Sáu cái tiếp theo. Yes, ba cái. Rồi, compacting đây, compacting draw ba cái. Ok. Rồi bây giờ là cần thêm điện. Nó tới cuối cùng nữa. Ba cộng vừa đủ. Hay quá, vừa đủ luôn. Mừng quá đi. Rồi hai chỉnh đi nè. Mình đã có được một khu vực để có thể xử lý từ compressed cobblestone đi qua gravel sand và cuối cùng nó sẽ là dust. Đây sand đang đập để trở thành dust, đưa qua đây sàng lọc. No mesh, vô làm cái mesh liền luôn, thêm một cái crane nữa gắn vô. Crane. Làm hai cái cray luôn cho rồi. Mesh thì chúng ta sẽ có flint mesh, string mesh, đây string mesh. Rồi flint mesh đâu, flint đâu? Chị flint có hài vậy. Yeah. Tháo cái này luôn. Nó sẽ lên iron mesh. Để chúng ta coi thử coi compress does. Iron mesh nó sẽ được những thứ này. Diamond nó ít hơn. Kiếm black pot, kiếm gì này nọ đi. Ở đây còn thiếu gì nữa? Crate đầy đủ. Chìa khóa qua khóa lại. Chìa khóa vàng của tôi đâu? À, dưới này rồi. Nó mời một lớp đặt được nhiều dây. Đem cái mesh lại và bỏ vô đây.
nó sẽ bắt đầu save. Nhìn thì thấy nó chạy chậm vậy thôi, chứ chúng ta quên nó đi là nó chạy nhanh lắm. Rồi các bạn muốn nhanh hơn nữa thì cho đồ ăn vô. Trời tối rồi kìa. Ở đây là kéo điện từ phía trên luôn, thoải mái. Mình đang tính khóa lại mà bây giờ nó chưa có đủ để nó khóa lại. Thôi chạy về ngủ ok. Rồi có redstone rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Này khóa lại được rồi nè, con này chưa khóa được. Ê, không kịp khóa. Tập nhanh quá, không kịp khóa. Ok nè. Ok nè. Khóa lại rồi đó. Nó sẽ không vô đồ khác được. Cái tòn của tôi đâu? Kỹ à? Compress dust. Cái tòn đâu? Oh no. Tỷ lệ thấp vậy. 5% thôi. Thiệt luôn, nếu mà chỉ kiếm cái đó thì chắc chúng ta không ship. Ship kiểu đó quá. Thảo. Ôi chưa. Có diamond không? Chờ đủ 6 cục luôn. Kẹt thảo nâng cấp. Nè, cho lên luôn. Diamond mesh. Chỉ kiếm ra đúng cái món đó thôi. Còn mấy cái này ha, từ từ xử lý. Red dust. Mười phần trăm chúng ta sẽ được redstone cho nó cao hơn. À, còn gì nữa không? Suy nghĩ. Nếu không còn gì nữa thì thôi. Che dây hả? Che dây thì các bạn gắn phờ xa vô che lại. Nhưng mà dây này mình đang để đi trên mặt đất. Hả? What? Đâu, để mình kiểm tra lại một cái. Ok, cảm ơn bạn Willy Cà Phê. Giờ để coi thử coi tại sao nó lại không có đó một cái nha.
Chạy 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 chạy. Tiên tắm hồ ơi. Rồi hello. Merry Christmas. Cảm ơn bạn nhiều. Chạy qua đây một cái tắm hồ bơi. Rồi. Giờ bên đó coi như xong. Chúng ta sẽ chờ và có. Bây giờ làm công thức của Iron Furnace, Iron Generator chứ quên. Ok luôn. Giờ còn thiếu cái stone furnace. Mà công thức này, tại sao công thức này nó kỳ dị quá vậy ta? Công thức này nó kỳ lạ quá. Công thức đúng kỳ lạ. 8 nhiệt độ là sao? Thất gì mà đi tùm lum hết trơn á. Thì dù 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 ra tới đây luôn. Cái ngồi cười hoài luôn. Oh yeah luôn. Không đủ. Rồi luôn. Cứ mỗi một lần nâng cấp tốn một cái RF engine. Mà RF engine lại cần có lock up redstone. Chúc mừng bạn. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng luôn. Ôi, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Thiệt tình luôn. Quá khủng khiếp. Trầm cảm. Là biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó. Ai chưa biết không? Không, lần này đỡ hơn chút. Chúng ta có thể bóc từ bên này ha. Nhưng mà nó cũng không giúp ích được mấy đâu. Cũng không có chịu nổi đâu. Cũng phải chơi từ cục này đi lên à. Ồ bên đây xài hết luôn rồi. Ở bên đây vừa đủ không à. Rồi rồi. Chẳng lẽ phải làm thêm cái compacting cho khu này nữa ta. Ghét thiệt. Đây compacting cho nó luôn. Khủng khiếp quá đi. Nhìn thấy công thức muốn xỉu luôn. Chỉ có nói là chúc mừng bạn thôi. Sắp bị trầm cảm rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái compacting drawer lên đây. Để mình có chỗ mình lấy. Để mình ra mình lấy đá mình đập nữa. Tại vì sao? Tại vì khu này chưa chạy kịp. Redstone chưa đủ. Để vô coi thử coi đủ không thì làm tiếp ha. Để chúng ta nâng lên cái regulator đang làm công thức giữa chừng đây. Đúng là kiếp nạn. Redstone. Bây giờ cái stone furnace nè, bây giờ nó phải lên thẳng cái bộ xịn hơn cái đã. Là cái này, iron furnace trước đi. Rồi còn thiếu 9 cục nữa. Rồi bây giờ là trầm cảm tham khi mà bạn phải đi ngược lại. Hai cái này rồi, giờ còn thiếu. Ê, tại sao lại có trong này? 8 cục. Hay quá, đào đâu ra được nè.
đi kiếm chỗ nào đào ra thêm được cục nữa. Cái ngồi cười hoài luôn. Có còn gì cho redstone đâu hả? Có. Which cho redstone. Rồi, một cục nữa. Oh, yeah luôn. Đây rồi. Đã đỡ trầm cảm hơn rồi. Và tinh. Rồi, bang golden generator, tinh stone generator. Còn thiếu chút xíu nữa, cũng lại là một cái RF engine. Cũng lại là một cái RF engine. Thôi tôi vô tôi xử cho. Cục này tôi xử cho. Đi ngủ. Hãy đi ngủ mới được. Rồi vô quất tiếp. Dân làng nào cho redstone? Nghe lạ à nha. Thiệt, dân làng thường là không có cho redstone, nghe hơi lạ đó. Đúng một cái. Rồi, thua luôn. Hết hồn. Rồi, hello, hello. À, và cảm ơn bạn nhiều. Thay đổi gió hả? Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Thiên nạn thứ 83. Thôi 8 cục. À, cho cục nữa coi. Bụp, nó đó, thấy rồi. Đây. Bung ra. Rồi, nâng cấp. Iron Generator. Regulator. Chưa xong đâu. Advanced Circuit. 6 cái trong thời gian chờ đợi ha. Đi làm cái khác đi. 6 cái nữa. Dân làng đói đá ha. Đói redstone nó ngồi vậy. Dân làng nào đói? Ông cleric. Ừ, ông cleric đói redstone rồi sao? Ở đây đào đâu ra dân làng? Toby villager. Upper 4 cái. Tập dẹp ra và cắt. Ở đâu rồi? Vài cây này lộn. Ấu về luôn, không đủ copper á. Nói cái gì cho nó thực tế chút các bạn. Giờ này đào đâu ra dân làng? Hai cái regulator là các bạn sẽ đem theo được. Còn bây giờ là mình ít nhất là mình sẽ để ở trong cái nhà đó được. Anh chờ mình xíu. Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ cần phải coi lại. Tại vì bây giờ mình phải làm thêm. Để có gì chúng ta còn chuẩn bị công thức nâng cấp lên nữa. Giờ ta có sẵn cái này thì coi nha, regulator mới có 2 cái à. Ủa sao 2 cái? Khoan, có gì đó nó sai, cái này làm một lần à, có 1 cái thôi, tại vì thiếu đá cuội lần trước. Đi lấy thêm đá cuội chính xác.
Hello. Ra đây. Bốn. Chế tạo luôn. Regulator một cái trước. Rồi một cái rồi. Tinh regulator quest. Được nhận. Lava mill. Weather siren. Loot chest. Chọn gì? Chọn giữa đi. Claim reward và trần. Chúng ta sẽ có được lava mill. Lava thì để có được có nếu có một đầu hai đầu gì à. Nó cũng dở lắm, cũng không cần xài đâu. Weather siren là để báo hiệu khi mà có bão cát hay gì này nọ xuất hiện ha. Nó sẽ có âm thanh tiếng còi hụ lên, nhưng mà mình có weather deflector rồi là xong. Rồi gacha, ting. Racer again. Ting. Hai món tiếp. Pressure bỏ đâu đây? Weather siren. Nhấn vào đây đi. Rồi gắn cái này xuống đây. Lấy lại cái này. Lấy lại cái bên đây. Đóng cái này xuống. Require redstone signal. Redstone ignore. No redstone signal. Pick up. Iron ok. Không có điện. Khoan nha, đi coi nha. Sao không có điện? Rylit phải chuột crowd để coi. Ồ, khoan. Thì tháo cái cục này đem về. Chúng ta sẽ cần phải coi coi điện nó đủ chưa. Mười cái gacha một lần. Lâu quá. Vậy chúng ta đâu có làm nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ ra mình đổi cái capacitor Creative đó lại. Để coi coi hệ thống ở ngoài chạy được không. Coi có dư xăng không. Ồ, oh, nó dư còn lại 48 RF là tuyệt vời luôn. Rồi, vậy là để cho nó chạy đi nha. Ổn rồi đó. Chúng ta sẽ đem cái cục Creative mang về. Đem về nhà sử dụng. Cục Creative để ở nhà. Bụp. Bụp. Chiếu liền. Rồi, nhiệt độ. 13.000 RF per tick. 13.000 nhưng mà 100 RF per tick. Điều chỉnh nhiệt độ rồi đó. Chỉnh nhiệt độ kỳ quá. Hello. Điều chỉnh nhiệt độ xong. Rồi bây giờ còn một bước nữa là nâng lên để xách đi, bỏ vô túi ha. Bỏ vô túi xách đi. Đây, bỏ vô túi 10, 12 chứ, 6, 12. Ok, copper cable. Tức sao qua này? À, đơn giản. Rồi bây giờ còn làm một lần công thức này nữa.
một lần nữa. Một lần nữa là chúng ta đếm thử coi. Nó sẽ là 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4, 4 x 2 là 8, ta đếm theo khối redstone ha, 8, 8 với cái này nữa, 10, 8, ôi đâu có nhiều đâu ta. Bữa nay mới phát hiện ra Reality Capacitor ha. Nó nằm ở ngoài kia kìa. Bây giờ hơi bị nhiều luôn á. Cái vấn đề là redstone không đủ. Sáu khối luôn á. Thật là khủng khiếp quá. Chúc mừng bạn. Đi chuẩn bị thôi chứ sao giờ. Quá chừng chừng luôn. Chỉnh trang cái. Có hai cục diamond nè. Ây. Không đủ diamond. Hết tồn 8. Thảm chưa. Hết tồn 8. Cái này rubber wood nó không xài được nữa. Vô. Bây giờ cần thêm một cái regulator nữa mới đủ hai cái cho chúng ta xách theo trên người ha. Xách theo trên người á nó mới khỏe. Còn mà hả để trong nhà này chỉ là tạm thôi. Cày crystal sao? Kiếm mày ca hả? Giờ có cục này rồi, giải quyết mọi ưu phiền rồi. Đâu có xài gì nữa đâu. Thiệt luôn á. Có cục này giải quyết mọi ưu phiền rồi.
Nè, create capacitor bank. Bây giờ chỉ cần kiếm cryothium nữa là xong. Có thể nói là giải quyết mọi ưu phiền luôn á. Trước mắt là vậy ha. Trước mắt là vậy. Đợt này save dữ lắm nè. Coi coi win with the bot làm cái unbreakable one cho nó sướng. Rồi, vô. Chưa bình tĩnh. Còn lại send đây là sao? Vẫn chưa qua được giai đoạn đầu nha. Ố về luôn. Đồ ăn hết rồi đúng không? Đổi. Tiếp tục. Tục save nha, save nha bà con ơi, ngồi đây save, ai save với tôi không? Ưu tiên kiếm redstone. Bot hả? Bot gì? Trong đây có bot gì? Wither bot, Ender Dragon, Chaos Dragon, Hỗn Nguyên Long. Là một vàng thì nó quá mệt. Vàng á là phải tính đến chuyện kéo dây điện cho nó tốt trước đã rồi mới làm một vàng được. Đánh hổ nguyên long hả?
đến thời điểm này ha, ta vượt qua được giai đoạn khó khăn này đã là tính. Lúc mà bắt đầu lên đồ này nọ, có những máy móc thiết bị cao hơn, không cần phải lo ăn uống, không lo nhiệt độ thì mới ổn. Chứ mà hở chút ra là ôi nóng quá, rồi đồ ăn đâu, có chuyện liền. Bắn máy phải rộng. Đây xài đồ Raconic, phải kiếm Raconic nữa. Đi qua bên Nether đào Raconic. Còn cái chuyện mà 2 tỷ cục cát không ai save đâu. Nếu vậy các bạn xây mấy chục cái Void Orc Miner với Void Resort Miner ra là được. Này phải làm thêm nhiệm vụ để tăng team nè. Có Raconic Evolution thì sẽ có Hỗn Nguyên Long thôi. Rồi nhanh lên, trời sắp lặn rồi kìa. Long Chaos Dragon. Không ai muốn mà ngồi đây ship hoài đâu. Thiệt, không ai muốn hết á. Nhưng mà gọi là số phận đưa đẩy, ta không có sự lựa chọn nào khác. Cái phận đưa đẩy ha. Gì đó, mồ hôi nó lắc. Nó thồn. Cái này là ngón tay lên cơ luôn. Những phần chơi này là còn đỡ nè, những cái phần chơi như là Project Ozone Mythic Mod chẳng hạn, là các bạn save vào thời gian đầu là còn ghê gớm hơn nữa. Tại vì đồ nó save ra được rất là ít ha. Đồ mà sàng lọc được rất là ít. Nhân viên này hơi kỳ. Rồi xong. Được bao nhiêu đây? Gần 3 stack. Chứ chưa được 3 stack.
Gom lại, cái này gom lại được không? Rồi không gom lại được rồi thì cất. Xoay một vòng, xoay 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 xoay. Ta làm tới đâu rồi? Stone Furnace. Guy Factory ngoài lắc. Close on. Rồi, phải đập miếng nó ra nữa. Đâu rồi? Ai ăn đâu? Lấy ra anh còn lại. Gom hết, tại vì còn nhiều lắm. Đây, Electric Circuit, Electronic Circuit và lên. Advance. V nè. Bây giờ tới lượt hai cái Iron Generator. Đúng không vậy? Chế tạo hồi hả? Bị quán luôn á. Coi chừng làm bị dư á. Không muốn điều đó xảy ra. Rồi vô. Một, hai, ba. Rồi 6 lóc đó trước đi. 6 cái cục đó trước. Mới có 5 cái thôi, thiếu sắt. Cái factory 4 xong á, nó sẽ quay ngược lại cái factory 1. Còn hiện tại phần mới nhất có hay không thì chưa thấy. Sao nó không có diamond gì chưa nghe? Ủa sao ngừng rồi? What? Attract round robin nhé. Ủa, chơi kỳ à? Oh yeah luôn. Sao nó không có điện? Cái mặt tiền nó không... Mặt tiền nó bị disable. Nói chung là hiện tại chưa có nghe thông tin gì về Car Factory 5 hết trơn hết á. Nghe nói đang làm hả?
Không biết là sẽ có cái điều gì đặc biệt ở cái Sky Factory 5 hay không ha. Chờ cái luôn đi rồi chúng ta chạy vô chỗ mà quất. Sau những ngày tháng ngồi sàng lọc khoáng sản chỉ để kiếm redstone, bây giờ ta đã có thể làm được rồi đó. Chuẩn bị nâng cấp. Căng lắm nha. Giờ làm cái này trước. Một cái, hai cái mới đúng. Nâng lên tiếp. Nâng lên luôn. Rồi, sắt hai khối. Ok, và regulator. Đây là regulator. Bum. Chưa xong. Đập cái regulator đang có ở đây. Nâng nó lên thành personal luôn, portable luôn. Và còn thiếu. Tại sao thiếu? Khoan, tại sao thiếu? Khoan. Ở nhớ chuẩn bị đủ mà ta, tại sao thiếu? À, vẫn còn thiếu mọi thứ một cái. Rồi, cái đó không khó. Cái đó cực kỳ dễ luôn. Làm nhanh thôi, 6 cái. Diamond của tôi. Các bạn muốn mà đào qua Digital Miner á, là có một cái á, là cái builder á. Cái builder của Areptoon á. Bao đào luôn ha. Chân ba chân là bé Thiên chơi, bé cọp đâu có chơi các bạn. Rồi bây giờ vô công thức của cái tinh khôi trước. Rồi khôn linh thì đây. Hình như cái này còn nhưng mà không có đủ. Cái xác có 3 cái à, không có đủ. Rồi bây giờ bấm công thức này để lấy cái khôn linh khôi và bùm. Đây. Có rồi nè. Portable temperature. Rồi bây giờ không cần phải lo đến nhiệt độ nữa. Yeah. Không cần lo đến nhiệt độ nữa. Vui quá đi. Bỏ nhiệt độ qua một bên được rồi đó. Chúng ta sẽ lúc nào cũng được nhiệt độ bình thường. Hay là nhiệt độ bình thường mới chịu. Nhiệt độ kia không chịu. Dư một cái hả? Đâu có gì đâu dư. Dư cũng không sao đó. Dư để làm gì? Nhiều khi mình sẽ phải làm thêm một cái nữa. Để làm gì? Để lỡ trường hợp xấu nhất ha. Trường hợp xấu nhất mà mình xỉu, mình vẫn có được cái nhiệt độ sử dụng. Chúng ta coi thử coi sâu bao coi. Sâu bao enchantment. Không có sâu bao luôn ông ơi. Chà, mệt nha. Không có sâu bao. Really? Ghê à, không có sâu bao luôn. Phần chơi này chưa có sâu bao enchantment. Rồi bây giờ tại sao ta lại làm dư? Thì để ở đây cho nhiệt độ mà lỡ chúng ta nằm xuống á, nó vẫn còn có một cái gì đó nó điều chỉnh. Chứ các bạn mà đập đi luôn hay tháo đi luôn á, nó không điều chỉnh á, là gánh chịu nha. Trong trường hợp xấu nhất thôi. Trường hợp đó cũng dễ xảy ra lắm đó. Khóc hận luôn á. Cất vô. Này để lên đây chắc không cần xây nữa đâu. Không có cái gì lót chân á vậy. Chân loader. Chà, công thức này không khó. Lót chân để khu vực này luôn chạy.
Redstone. Ôi, đừng stack rồi kìa. Ghê chưa? Đổi giáp hả? Giáp gì? Giờ đổi giáp là giáp gì? Dark armor. Dark armor phải làm nâng cấp nữa. Naturalist eye. Power from the sun, solar. Diamond level protection. Dark steel. Angel ring. Mật đấu. Mật, tôi cần có mật. Vậy làm cái gì trước? Vậy thì cần phải có water mill tăng thêm. Ở ngoài kia water mill chưa đủ. Tăng water mill lên trước. Rồi mới làm thoải mái được. Water mill. Sáu bảy. Oh, water mill mắc ghê luôn á. Ở bộ Emerald hả? Emerald có đó. Chưa xài thôi. Từ từ, bình tĩnh. Đi ra gắn thêm Water Mill. Chúng ta sẽ có water mill để sản xuất thật là nhiều GP. Vậy là còn thiếu 3 cái nữa. Để sản xuất GP luôn. 3 cái. Stone đó 6. 6 thì thiếu cái stone burn rồi. On burn. Còn burn không? Còn quá chừng luôn này. Nhớ là bữa burn nhiều lắm. Ok. Chỉ là 3 4. Nó là 8. 8, 3, 24 chứ. Okay. Avaricia đồ đó là đồ bất tử ha. Đúng bất tử luôn. Và con gì cũng one shot hết trơn hết á. Rồi bây giờ chúng ta đã nâng cấp xong khu vực Watermill. Nó sẽ là đầy đủ để mình đang sản xuất là được 96 GP. Thoải mái luôn. Rồi có một cái chúng ta sẽ coi thử coi. Mình đi lấy xô nước. Mình đổ xuống dưới kia thử. Đây là tầng 68. Để coi coi có mực xuất hiện không ha. Chúng ta đi qua bên đầu bên đó. Chúng coi thử có mực xuất hiện không.
Nếu có mật thì sẽ có thông báo ở trên màn hình. Trên đây nè. Bản đồ. Đi xa thiệt xa luôn cũng được nữa. Tao quay về thử coi. Ý. Ồ, có dấu hiệu. Có dấu hiệu là có mật xuất hiện. Wow. Tướng nghe ta. Đơn giản dữ. Ok luôn. Vậy tôi dừng chỗ này thành ra hay. Bốn cái ngoài rìa đó thì mình không có chỉnh, tại vì mình để vậy luôn ha. Tại vì mở ra thêm nó lại ra thêm chỗ, nó lại ra thêm một ô nữa, nhìn kỳ lắm. Xong rồi phải kết hợp vô một cái watermill. Mà lạ cái nó không có cần quá sâu bao, tại vì mình nhớ sâu bao là Endio có. Không có hả ta? Go recipe, XP boost, smell. Mending nè. Rồi vậy là chỉ có mấy cái đó thôi. Đây, sâu bao. Ờ, à, sợ thống ra có mà, có sâu bao. Ender Crystal bắt Enderman bỏ vô trong sâu Spider. Sâu Spider thì cần có Blazing Fly không? Không cần. Cũng đỡ. Ok. Vậy là ngon lành luôn. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời lắm luôn á. Cái đó làm không khó. Soul Spider đây. Rồi Enderman hết. Cái này dễ. Dễ ha. Lộn. Enderman hết nè. Zombie Skeleton đâu. Skeleton đây nè. Creeper có luôn nè. Đủ hết 4 cái. Dễ mà. Chuẩn bị đi ngủ tiếp. Hopper. Còn con không. Đây nhiều lắm. Machine chassis. Solarium thì cứ gâu với lại sâu sen thôi là có. Gâu và sâu sen. 4. Sâu sen đâu? Tìm đâu ra sâu sen? Nè đợi thiếu gì? Phải đi bắt con Enderman thôi. Ok luôn. Soul Spider. Tinh. Đây rồi. Soul Spider. Tạm thời để nó ở đây. Và mở nó lên. Nó cần có Soul Vial. Thì mình sẽ cần phải làm cái Soul Vial. Cái này từ Field Code á.
Build cot với một cái solarium không khó luôn. Đấy, dạng đâu. Với lại ta coi build cot phải lấy cot chứ. 12 công thức đó cần có vibrant crystal, vibrant alloy. Sao? Rồi giờ bỏ này vô nấu, bỏ này vô nấu. Quất. Interman sau khi nghe hả? Ai làm gì đâu? Ok nè. Build code nè. 3 cái, ok luôn. 3 cái sâu bio. Rồi, trả cái này lại. Chúng ta đã có được sâu bio, bây giờ cần phải triệu hồi Enderman lên và chụp nó lại. Trong này thì đã có được cái bộ này rồi. Chưa gì nó đã đi rồi. Ấy, sao có cái cây đó nó lại không xi nhê? Em đi nhanh quá vậy, Enderman. Bắt được Enderman luôn. Tắt đèn, tắt đèn. Từ từ xử tiếp. Mở lên đây. Cái này đổi ra. Bao vô. Ồ, làm hai cái luôn đi. Hiện ghê luôn. Rồi hai cái XP. Rồi đang chờ cái này chạy. Ender Trader không hoạt động, ta tính sao? Còn Mopadin Uthiel nó cũng không có cái Ender Inhibitor nữa chứ. Chỉ có mỗi cái này mà nó còn không hoạt động nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có được đây. Đây xong rồi. Ủa mà khoan, hạ gục con mực rồi. Túi mực đây nhưng mà lông gà đâu? Gà đâu? Feather. Không. Phải từ con gà. Bạn muốn có gà ư? Đi mua đi. Có dài cái gì? Lộn hứng. Chicken 4 emerald. Tấm này viết hư chuột luôn á. Này phải cho search hay là cho chọn cho nhanh ha. Làm khó hơn khác quá. Đây rồi. Đáng lẽ đồ vanilla phải lên trước mới đúng. Ok. Đây, trứng gà đây. Có cái gì để nhốt con gà lại không? Rồi sau khi đi mua được gà rồi là phải cho gà nó có chỗ ở nha. Mình sẽ cho vô trong này luôn. Ăn con. Rồi. Đẩy đẩy ra. Ok, cảm ơn bé gà đã cung cấp cho tôi
xong. Chúng ta sẽ còn sách trong này. Và bùm. Lấy kinh nghiệm cái coi. Rồi bây giờ là bỏ vô, bỏ vô. Cuốn sách đâu? Cuốn sách đâu? Khoan. Book and kill đâu? What? Cái gì đó nó sai sai ta? À bỏ vô rồi, lộn. lộn. Đây mới đúng. Bỏ vô. Sâu bao. Nghĩa là nó sẽ kết nối với mình luôn. Mình có xỉu thì cũng không mất. Chúng ta sẽ chơi cái này vô luôn. Rồi cái anvil đâu? Chưa có cái anvil. Làm thiệt nhanh liền. Nói chung là trong tình trạng lỡ như là xấu nhất mà chúng ta làm sao đó mà rẫn rớt mất thì chúng ta vẫn có đồ mà chơi ha. Sâu bao. Nó đây. Ngon lành. Tuyệt vời luôn. Rồi, và như vậy là trong ngày hôm nay thì mình đã có được cái máy giữ nhiệt cầm tay, cũng như là mình đã có luôn cả được cái máy giữ nhiệt cho cái phòng này. Và chúng ta cũng giúp cho cái máy giữ nhiệt này không bao giờ bị mất đi khi mà chúng ta nằm xuống. Và ta cũng tìm được Reality Capacitor. Còn bây giờ thì mình kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.